Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo là một trong những việc làm được mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố quan tâm thực hiện, xác định đây là giải pháp hỗ trợ mang tính đòn bẩy. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai nỗ lực tuyên truyền, vận động các nguồn lực để xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, qua đó giúp người nghèo giảm bớt khó khăn, có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững. Không còn thấp thỏm lo âu mỗi mùa mưa bão. Giờ đây, hộ gia đình bà Huỳnh Thị Dư tại tổ 10 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn đã yên tâm ổn định cuộc sống trong căn nhà mới khang trang, kiên cố. Thông qua sự kêu gọi vận động của mặt trận các cấp, hộ bà Dư được hỗ trợ số tiền 45 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Ngôi nhà mới được hoàn thành ngay trước mùa mưa bão chính là món quà thiết thực để gia đình bà Dư có thêm niềm tin, ý chí vươn lên. Trước khi sửa chữa là hầu như cái nhà là dầu mà nước lên là tới trên cửa sổ lận. Khi sửa chữa con nhà là tôi rất yên tâm và đổ mỗi cho công trái hạt hành. Không chỉ riêng trường hợp bà Huỳnh Thị Dư, những năm qua từ nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phân bổ và nguồn vận động, mặt trận các cấp trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện ra soát, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu nhà ở của hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn để xem xét hỗ trợ theo hình thức. Địa phương hỗ trợ một phần kinh phí, phần còn lại do gia đình đối ứng. Trung bình mỗi căn nhà được hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng. Như năm 2022 đó thì chúng tôi cũng đã làm cái cầu nối kết nối của các mạnh thường quân kêu gọi xây dựng được 3 cái nhà và sửa được 9 cái nhà cho đại đoàn kết cho hộ nghèo. Nhưng mà với năm 2023 này thì mặc dù kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà đối với Hòa Hải thì chúng tôi đã vận động được cái nguồn kinh phí quỹ người nghèo thì 648 triệu đồng. Thì trong cái nguồn này thì chúng tôi đã hỗ trợ xây dựng được 2 cái nhà cho hộ nghèo đại đoàn kết. Ít hơn năm ngoái là một cái, nhưng đặc biệt là sửa chữa nhà thì chúng tôi đã sửa chữa được 10 cái căn nhà để đăng ký cho hộ nghèo. Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, sự chung tay góp sức của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân, từng bước đa dạng hóa các hình thức vận động, tạo nguồn lực vững mạnh để xóa nhà tạm cho hộ nghèo. Theo cái chương trình thoáng hành động cao điểm vì nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động, cũng như là cái hưởng ứng các cái chương trình về vận động quỹ nghèo trong cái đợt này, thì quận Ngũ Hành Sơn đã triển khai đồng bộ cho các cái hệ thống mặt trận đến ban công tác mặt trận ở khu dân cư rồi các cái hội đoàn thể vào cuộc. Năm 2023 thì cái thu vận động quỹ nghèo theo cái chỉ tiêu của thành phố giao, chúng tôi cũng đạt được 116% kế hoạch của mặt trận thành phố giao. Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thời gian đến, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành, tạo sự đồng thuận trong việc chăm lo, giúp đỡ người nghèo, cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở. Qua đó góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn và thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước trong công tác giảm nghèo bền vững.